Sí. Yo quiero cha. Si le ganas a Roma onda. Cha cha chu chu cha chu cha cha chu. Yo quiero chu. Yo quiero cha. Yo quiero chu cha cha chu chu cha chu cha cha chu. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình Nát Trưởng Sở Tà đấy, ok. Như vậy là chế độ mới vua tốc độ đó đã định chính thức được cập bến tại máy chủ Liquid Mobile Việt Nam anh em ạ. Đây là một cái tin khá là buồn, à quên, một tin khá là vui cho tất cả anh em. Đó, bởi vì sau mấy ngày thầm thương trộm nhớ, ngày nhớ đêm mong thì cuối cùng nó cũng ra lò rồi anh em ơi. Đấy, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em vào để trải nghiệm nha anh em. Thật sự à, tâm trạng của mình lúc này đang rất là vui tươi, phấn khởi, pha một chút hồi hộp anh em ạ. Bởi vì, đấy, lần đầu được đua xe mà, lần đầu được làm chuyện ấy. Cho nên mình sẽ bích ngay một cái anh Superman nha anh em. Đó, xịp xanh, ấy lộn, xịp đỏ để có thể đua. Anh chàng này được mệnh danh là ông hoàng của làng tốc độ mà anh em. Đấy, ý. Thì thực tế là cái chế độ này mình có trải nghiệm bên máy chủ thử nghiệm một lần rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã chính thức được về Việt Nam anh em ạ. Đấy, thôi thì anh em cùng theo dõi trận đấu ngày hôm nay nhá. Thì lời đầu tiên mình cũng xin chúc anh em có một ngày mới cũng như ngày cuối tuần thật là vui vẻ, thật là tươi trẻ, ngập tràn niềm vui nha anh em ơi. Đấy, thì chế độ này thì có 1, 2, 3, 4, 5 cặp anh em ạ. Mỗi cặp là 2 người. Đấy, làm sao để có thể gọi là đua xe, làm sao mà có thể để về đến vạch đích sớm nhất để có thể nhận được cái giải thưởng hấp dẫn. Đó chính là những cục vàng, những vàng với kinh nghiệm thôi, chứ có cái gì đâu. Đấy, như vậy là trận đấu đã bắt đầu rồi. Trận đấu này mình sẽ cặp với lại anh Zephyr anh em ạ. Đó, trọng tài đã đếm 3, 2, 1, let's go. Hello baby, lên xe rồi. Lên xe đi em ơi, ta nhìn về nơi xa xôi, nơi đồng xanh mình có đời, an nhàn sống cả cuộc đời. Đấy anh em ạ, mới vào mà cất tiếng hát như thế này thì tôi không ai ngửi được đâu. Rồi luôn, đó bật tốc hành và sau đó là chạy thôi. Nói chung là chế độ này thì Superman nó chạy cũng khá là nhanh đấy. Cho là thử tí thôi. Nhưng mà người dẫn đầu hiện tại vẫn là anh chàng cứt nắc. Trời ơi, thằng cứt nắc, từ từ thôi. Ui dồi ôi, đúng là có xe cái là cứ vậy lên mà phóng thôi anh em ạ. Đấy, ui sương mù kìa, ở đâu sương khói mờ nhân ảnh, chả nhìn thấy cái gì cả anh em ạ, hoa hết cả mắt thôi. Đó, nói chung là cái chế độ này nhìn nó như kiểu mê cung luôn, nhìn nó kiểu loằn ngà loằn ngoằn xong bắt đầu đấy. anh em nào mà chơi lần đầu thì chắc chắn là chưa biết đua đâu, thật sự mà nói. Cứ phải chơi 1-2 lần thì anh em mới thuộc được cái đường đua. Đấy, chóng mặt quá trời ơi, cái thằng ra đắp cướp đội nghị kia. Trời ơi, vòng cuối rồi, cho nên là mình sẽ cùng anh em lên xe và phóng thôi. Đấy, từ sáng đến giờ chưa được cuốc xe ôm nào, mà đầu xanh mấy tầng này nó cản phá ghê quá. Rồi luôn, tăng tốc này. Đó, Zephyr đã trong xe mình rồi. Đó, bật tốc biến các thứ. Nói chung là chế độ này anh em ăn mấy cái hộp ấy thì nó có những cái bổ trợ như kiểu thuần di này là hình như là làm choáng anh em ạ. Đấy, cho anh em cứ bật hết lên. Đấy, úi dồi, tốc biến, úi trời ơi, cho cũng rất là hay anh em ạ. Ui, trời ơi, đập mặt vô tường kìa. Rồi luôn, lên xe chung với lại anh Zephyr. Zephyr ơi, mình tin tưởng ở bạn đấy. Trời ơi, đằng sau thì có rất là nhiều những cái ánh mắt nhìn mình. Đấy, sao mày đua mà nhanh vậy trời, mà mình có nhanh đâu. Úi giời, đấy lại đập mặt vô tường rồi. Ôi, bình tĩnh nào, tăng tốc này. Đó, vòng đua cuối cùng là chúng ta sẽ về cùng nhau. Ôi dồi ôi, cái thằng cốt đạn Ali. Trời ơi, mà không sao anh em ơi, vẫn về đến đích rồi. Chua trận đấu đầu tiên thôi, khởi màn cho là còn hơi hoang mang sợ tai. Đấy anh em ạ, ui, đằng sau kìa vẫn còn rất là nhiều các thí sinh chưa thi xong. Đấy, khi mà anh em đến vạch đích thì anh em cũng chưa kết thúc game sớm được nha anh em. Anh em phải đợi những cái đồng đội với lại đồng địch khi mà đua xong. Đấy, như kiểu ông Ferdit kìa, đang đi vệ sinh hay là đang hút thuốc. Ok, ui top 1 luôn. Trời ơi, quán quân luôn anh em ạ. Ui, không ngờ đâu, trận đấu đầu tiên mà đã thơm ngon bổ rẻ mút chùn chùn như thế này rồi. Ok, có khi là làm thêm trận thứ hai anh em ạ, bởi vì cái chế độ này nó vui quá trời. Đấy, ok, có 3 phút thôi, gần 3 phút thôi. Tội gì mà không chơi. Ok, ăn một miếng bánh, uống một cốc nước thì game đua số 2 cũng đã bắt đầu rồi anh em ạ. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với giải đua Bát Hương Vàng được tổ chức tại sân vận động sát bờ sông. Trời ơi, như vậy là trọng tài đã đếm rồi và bây giờ chúng ta lên xe. Ủa, cái gì vậy, ôi giời, thằng nào chơi xấu đặt cái chiêu ra đấy. Khổ vai cả trường ra anh em ạ.
đó chính là anh chàng Ata. Trời ơi, ôi trời ơi, nói chung là chế độ này chả có trọng tài đâu, cho nên anh em chơi xấu hay chơi bẩn thì cũng kệ anh em ạ, cũng mắc kệ thôi. Nhưng mà mình đã vươn lên dẫn đầu rồi. Đấy, dẫn đầu trào lưu và kéo theo xu thế. Ui dồi ôi, bị dính ngay cái tường. Ui dồi ôi, Ata nó vươn lên rồi anh em ơi. Đấy, lại bị sương mù anh em ạ. Rất là nhiều những cây cọi là từ từ nhá. Ui xài cái gì vậy? Đấy, cái cảm giác khi mà đang đi xe trên đường bị công an gọi lại xuất trình giấy tờ thì anh em cũng hiểu rồi đấy. Mình cứ tưởng là ngoài đời mới có công an thôi, nhưng mà trong game đấy rất nhiều công an nhá anh em, rất là khó chịu thôi. Ok, đấy, như vậy là không biết là còn những cái cặp đôi nào mà gây sự khó chịu nữa thì anh em comment bên dưới đóng góp ý kiến cho mình nhá. Để có thể mình rảnh mình làm. Đấy, rồi không sao, mình vẫn vươn lên dẫn đầu. Và bây giờ là vòng cuối rồi. Ôi thằng Ata kìa, Ata nó chạy nhanh quá trời luôn. Cái thằng chơi xấu dã man quân ngan. Đấy, trời ơi, chắc là nó cặp với lại Zuka bự anh em ạ. Hợp tác đây. Đây, người ta gọi là hợp tác chơi xấu đây mà. Ui trời ơi, em tha cho em đi. Anh chơi vậy là chơi một mình nha. Kẻ đỏ ra sân, bộ nắm cơ. Chơi vậy ai chơi lại. Nói chung là chơi cái chế độ này cũng rất là vui. Nói chung là anh em chơi xấu hay chơi bẩn thì đều vui anh em ạ. Chơi bình thường thì nó không vui cho lắm, khi mà anh em chỉ có chạy và chạy thôi. Anh em có thể đánh nhau, anh em dùng các kỹ năng để chơi xấu nhau. Đấy, rất là vui luôn nha anh em. Thì hiện tại là chắc là mình đang gọi là dẫn cuối rồi. Ui, Quy Y đang làm gì đấy? Chắc là đang hút một cái đấu thuốc. Đấy, lại tiếp tục trận đấu. Bởi vì áp lực quá mà anh em. Áp lực, cú sốc tinh thần không hề nhẹ đâu. Bởi vì đang đi trên đường đấy, đang phóng một cách gọi là phiêu lưu, tự nhiên bị dừng lại anh em ạ. Đấy, đã thế là game sau tôi sẽ chơi Ata. Đấy, mình là mình không biết chơi game nhá. Mình chơi game như bao người thôi. Ok, thôi lên xe cái đã anh em ạ. Ngộ không thì muốn đuổi mình nhưng mà không kịp rồi. Đấy, như vậy là đã chờ đích, về đích rồi. Bây giờ chờ đồng đội thôi. Đấy, không biết là trận này được top mấy em ạ. Thế là vui quá đi. Ok, vui quá. Ok, 2 phút 30 giây thôi anh em ạ, rất là ngắn ngủi. Trời ơi, top 2 anh em ạ. Đấy, top 1 dành cho cái thằng chơi xấu kia. Ata, trời ơi, tao thù mi. Thiên thời địa lợi, úi giời ơi. Thời đến cản không nổi rồi anh em ơi. Mình đã bích thành công Ata. Trời ơi, trận đấu này mình sẽ chơi game như bao người nhá. Mình không có làm gì hết đâu. Đấy, tự nhiên là ông kia bày ra cái ý tưởng cho mình cơ. Bây giờ là mình chỉ biết gọi là vào mình nghịch ngỗ thôi. Ok. Ở trận đấu này mình sẽ cặp với Arendo, một vị tướng không biết là có chạy nhanh hay không thì mình không biết. Đó. Thì như vậy là trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi anh em ạ. Và wow, như vậy là trận đấu này đồng địch có cặp đôi Ari, có phi thương Zephyr, có Arendo kìa. Và cặp đôi Zuka, ui ui, toàn những con bài chạy nhanh, vậy là bá cháy thôi. Đúng là ông hoàng của làng tốc độ mà, Quillen với Zuka kìa. Ui, rất nhiều Zuka. Game này có 3 Zuka và 2 Ari anh em ạ. Khó rồi anh em ơi. Rất là căng đây. Nhưng mà căng thì cũng đứng hình nha anh em. Tôi xin chắc với anh em là không biết là anh em có thích chơi cái vị tướng Ata này không. Nhưng mà từ khi là tôi thấy là anh em chơi cái kiểu khắm lọ kia là tôi cũng ngưng rồi đấy. Rồi, như vậy là trận đấu chuẩn bị bắt đầu rồi. Và trọng tài đang đếm. À không, game đang đếm. 2-1 bắt đầu. Rồi, mình tới với anh em rồi đây. Anh em chạy đi. Chạy hộ. Trời ơi. Đấy, đứng hình mất 5 giây luôn. Và thậm chí là đứng hình gọi là biệt tích luôn anh em ạ. Kiểu nắm ông dỗi tự ái khỏi chơi luôn ấy. Ok. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tập trung lại trận đấu cái đã anh em ạ. Đấy, chôn thôi chứ đừng chôn quá. Chứ mục tiêu chính của chúng ta thì vẫn là đua xe đấy anh em. Đó, bay nhảy như phim trưởng Hồng Kông vậy. Chạy đâu Zephyr. Đúng là anh phi dép rồi luôn. Tiên ông chồng củ cải. Bạn ơi bình tĩnh nào. Đấy, trời ơi, toàn những cái xe tăng cướp bóng đấy. Chạy đi, chạy hô, chạy đi. Chạy làm thao được. Đấy, bây giờ mình sẽ chạy này anh em ơi. Đó, nói chung là cặp đôi Ata anh em ạ. Ata rất khó chịu. Không biết là chơi hai vị tướng Ata thì nó như thế nào anh em ơi. Úi dồi ôi, trời ơi, mình đi đến đâu là các bạn bu theo đấy. Khổ quá, mình có làm cái gì đâu. Mình là một thằng chơi game như tất cả mọi người thôi. Đấy, rồi luôn. Ông này lái xe có vẻ hơi loằng ngoằng, đập mặt vô tường khá là nhiều đây. Ok, như vậy là vòng đua cuối cùng rồi.
Bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao để có thể gọi là thôi mình không chơi xấu nữa anh em ạ. Anh em lại bảo thằng này học đòi làm theo. Ok. Đó, thôi thì chơi game đua xe thì cũng phải gọi là cho người ta đua với chứ. Chứ chơi như thế này thì ai chơi được, đúng không anh em? Đấy, đứng hình đi nhá. Rồi Uzuka phát tài thì làm gì đây? Chưa chi đã muốn ăn Tết rồi. Đấy, nói chung là tôi sẽ là tài xế để đưa anh em về quê ăn Tết hết một loạt này. Nào, từ từ mà chạy. Đấy, ulti 13 giây nữa mới hồi cơ. Rồi luôn. Đó, tem bạn đã lên xe rồi, bây giờ mình cũng lên xe thôi. Rồi luôn, xuống xe rồi. Đấy, chịu khó ăn mấy cái hộp để có thể có rất là nhiều hiệu ứng. Đó, như kiểu làm chuyện. Rồi ôi, tí nữa thì ulti được nói anh em ạ. Thôi không sao, bây giờ chúng ta chỉ còn vài giây nữa thôi là kết thúc trận đấu thôi. Hình như là trận đấu này bọn mình đang dẫn trước anh em ạ. Hai người dẫn trước thì chắc chắn là tỷ lệ chấm điểm nó sẽ cao hơn. Và không biết là có được top 1 hay không anh em ơi. Đấy, ok, đấy, top 1 anh em ạ. Rồi thì rất cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của mình. Thì anh em nào thấy clip hay thì nhớ ủng hộ trưởng những lượt like, lượt chia sẻ cũng như đăng ký kênh nhá. Anh em nhớ giả vờ đăng ký đi để giúp mình sớm 1 triệu sub nha anh em. Chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ thì bye bye tất cả các bạn. Tôi yêu tất cả các bạn.